đứng trước mặt và tôi chơi, tôi nhìn thấy được người ta thương cả. Ai trong cuộc đời cũng có nỗi niềm, cũng có những lúc mà người ta rơi xuống và chồng chồng. Thì cái lúc đó tôi đứng và còn thì tôi thấy đứng gần rất nhiều, tôi là thương thương cả. Tôi có một cái câu là phúc cho những ai không thấy mà tin, nhưng bởi vì tôi thấy người ta có thể đứng rất gần. Đau buồn khi có những biến cố xảy ra trong đời, đau buồn em chỉ cần những ngày thứ ba cái lời cầu nguyện của em rất là thành đạt. Tháng sau tôi sẽ thông nhỏ và đi đó, người ta chỉ có mở ra chị nghiền ngã trong cuộc đời, các anh chị gõ cửa đến rồi đến đây cuối tối mới dẫn nhau đi chỗ này. Rất nhiều người khách của tôi là kể cả khi người ta đã hỏi rồi, chỉ còn tôi và thầy nữa cưới và cái cô đã không hiểu và anh đã đến đây khóc với tôi. Những cái gì
Bây giờ Vida tôi hát mạnh bạo như thế này, nhưng mà Vida 5 năm nữa không còn hát được nữa thì sao? Tôi chỉ nói như thế thôi, gần những lời tôi nói ra không có một lời nào gọi là sự dối trá, rất là sự thật. Bởi vì tôi sống trên đất này lâu quá rồi, tôi cảm nhận được. Tôi chỉ nhìn các vị ở bên ngoài đã giống như bố mẹ, ông bà, tôi có thể đi lang thang ở trong vườn tới 4 giờ sáng, không có một ánh đèn, tôi chơi chơi. Và có những khi tôi rất là buồn, những chuyện buồn tôi không giải quyết được thì tôi sẽ đi ra vườn. Tôi giọng lắm, tôi lấy xuống bên vườn một lúc này, tôi cứ đi trong bóng tối. Tôi nghĩ là người ta phải sợ tôi chứ không phải tôi sợ người ta. Fuck.